Thưa quý vị, nhắc tới việc quản lý bán hàng tại một cửa hàng bán lẻ như shop quần áo thời trang, hiệu thuốc, cửa hàng hoa quả hay lớn hơn là nhà hàng, quán cà phê đều không phải là một công việc dễ dàng. Hàng năm, những lỗ hổng trong hệ thống quản lý bán hàng tại các đơn vị vừa và nhỏ này gây ra những thất thoát lớn cho các chủ doanh nghiệp. Và để giải quyết những vấn đề khó khăn này, các phần mềm công nghệ thông tin đã vào cuộc. Trong tạp chí Startup 360 số 7 tuần này, chúng ta hãy cùng nghiên cứu các giải pháp công nghệ do Startup Việt phát minh đã giải bài toán bất cập trong quản lý bán hàng truyền thống bấy lâu nay như thế nào và nhìn rõ hơn bức tranh của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào từng ngõ ngách của cuộc sống. Tại một cửa hàng thuốc, các hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường, nhưng nhân viên ở đây không còn phải ghi sổ sách hay xuất hóa đơn nhập kho, xuất kho, mà đơn giản, họ chỉ cần bấm nút chọn mặt hàng, vừa bán và hệ thống quản lý sẽ tự động lưu lại hoạt động mua bán vừa diễn ra. Nó nhanh hơn nhiều mà nó dễ sử dụng hơn, tìm kiếm nó cũng nhanh. Chỉ cần với một chiếc máy tính, mọi vấn đề trong việc quản lý của một cửa hàng thuốc tiêu biểu đều được giải quyết. Giảm hay là tăng nó có hiện lên trên này này. Top hàng hóa bán chạy trong tháng này có hiện lên này. Không phải đòi hỏi thông đạo công nghệ thông tin đâu. Tại vì nó hiển thị hết lên trên này, mình chỉ việc tích vào thôi. So với những khó khăn của mô hình truyền thống là sổ sách, giấy tờ rất thô sơ, thủ công và rất dễ dẫn đến sai sót, có đối chiếu. Việc sử dụng một phần mềm quản lý như trên mang lại đến tư duy hiện đại và cách làm việc đơn giản hơn rất nhiều. Tuy nhiên, việc thuyết phục các chủ cửa hàng bán lẻ sử dụng phần mềm công nghệ thông tin thay vì sổ sách lại không hề đơn giản. Đặc điểm khách hàng của Kiosk Việt là các chủ cửa hàng quy mô vừa nhỏ và thậm chí là siêu nhỏ. Tức là có những cửa hàng mà người ta vừa là chủ vừa là nhân viên. Và cái trình độ về công nghệ thông tin thì nó mới ở mức là có thể sử dụng máy tính hoặc là sử dụng smartphone để giải trí. Còn để sử dụng các cái tính năng khác thì chưa cao. Thế cho nên là Kiosk Việt ban đầu khi mà tiếp cận với cái đối tượng khách hàng này để mà thuyết phục họ sử dụng sản phẩm phần mềm thì cũng tương đối là khó khăn. Tại vì trước đây họ đã quen sử dụng cái cách quản lý truyền thống, tức là sử dụng sổ sách hoặc là cao hơn một chút thì có thể là sử dụng Excel. Thế nhưng khi mà tới một cái giai đoạn sản phẩm nhiều, giao dịch nhiều thì Excel nó không còn hữu dụng nữa. Cho nên là phần mềm của Kiosk Việt đáp ứng được, giải quyết được cái vấn đề của khách hàng về quản lý hàng hóa này, tồn kho, giao dịch, lịch sử giao dịch với khách hàng và quản lý cái thông tin khách hàng nữa. Và chúng tôi cố gắng để cho khách thử trải nghiệm. Ước tính tại Việt Nam có khoảng 1,3 triệu cửa hàng bán nhỏ lẻ. Và hàng ngày hàng giờ, chúng ta có thêm hàng trăm nghìn cửa hàng nhỏ lẻ ra đời. Tuy bán các sản phẩm có giá trị thấp, nhưng chỉ cần sai sót một sản phẩm, vài đồng cũng khiến thất thoát lớn cho chủ cửa hàng. Khó khăn của các phần mềm quản lý cho nhóm khách hàng này đó là về cách dùng và giá thành. Cách dùng phải thật đơn giản và giá thành thì phải thật thấp.